Vậy là hôm nay chúng ta sẽ chỉ được tiết lộ đến phần có sử dụng cá cơm thôi. Tôi rất tò mò không biết những miếng thạch mềm và dai như mông em bé này sẽ thay đổi thế nào đây. Thêm thật nhiều rau và đổ nước dùng đặc biệt. Món mì thạch đã hoàn thành. Ôi, chỉ nhìn thôi đã thấy rất ngon rồi. Nếu hôm nay ăn món này thì giữa mùa hè cũng thấy lạnh chứ ạ? Đây là món mì thạch mà tôi có thể tự tin giới thiệu cho thực khách. Đây quả thực là món ăn không thể thiếu vào mùa hè. Cháu phải ăn mì thạch như thế nào đây ạ? Khi về nhà cũng không thể quên hương vị này. Tôi sẽ nói qua một lần. Trước tiên, hãy trộn đều lên thật ngon miệng. Món mì thạch này thậm chí ăn với cơm trắng cũng hợp. Tôi đã giới thiệu món này với khách hàng. Sau khi trộn lên, món mì thạch ăn kèm với cơm sẽ cho ra một vị hoàn toàn khác. Vậy tôi sẽ cho vào trộn thử. Vị của cơm trắng và thạch hạt dẻ ở trong miệng đập tan cái nóng mùa hè, tôi rất mong chờ. Mọi người ơi, tôi sẽ ăn thử đây. Vị vừa cay vừa ngọt, kết cấu thạch cũng rất ngon, vị rất hài hòa. Rau tươi ngon, thạch ăn rất dẻo. Đúng là vị mà một khi đã ăn thì không dứt ra được. Một bàn ăn toàn những món làm từ hạt dẻ. Chẳng lẽ chỉ mình tôi không biết hạt dẻ làm được nhiều món ăn thế này sao? Trong tất cả mọi nguyên liệu, tại sao chú lại quyết định chọn hạt dẻ ạ? Trước tiên, bây giờ là thời đại mà sức khỏe rất quan trọng, cũng rất nhiều người chú trọng vào sức khỏe. Mà hạt dẻ thì ít calo, có tác dụng ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Đây là nguyên liệu có hiệu quả thực tế, cũng là lựa chọn hàng đầu để ăn kiêng. Nếu như nấu thật ngon thì khách sẽ đến rất đông. Vậy nên tôi quyết định mở một nhà hàng của riêng mình. Vậy chú hãy giới thiệu những món này giúp cháu rồi ăn thử từng món một chứ ạ? Trước tiên là món bánh mì trộn rất được ưa thích, đặc biệt vào mùa hè. Nữ giới rất thích món ăn này, dù nam giới cũng thích. Quả thực nữ giới rất thích những món ăn có vị cay ngọt thế này. Tôi đã ăn rất nhiều loại mì, nhưng lần đầu được ăn mì hạt dẻ. Ôi, thật sự ngon quá! Đây là lần đầu tiên tôi được ăn món ngon thế này. Món mì này dai hơn hẳn những mì khác, giống như ngũ cốc vậy. Kết cấu rất dai, vậy nên rất hợp với vị sốt cay ngọt. Đây là bánh chiên hạt dẻ, nhìn rất giống pizza. Chấm vào đây một chút. Ồ, vì đây là bánh chiên nên có vị hạt dẻ rất thơm, kết cấu cũng dai. Cháu thấy nó được ép chặt trong này. Món này có vị gì vậy ạ? Trong này có rất nhiều loại hạt dẻ. Sau khi cháu ăn thử, chú sẽ nói có rất nhiều thứ ngon ở bên trong. À vậy ạ? Chú đã làm rất khó khăn. Vậy cháu sẽ ăn rồi đoán thử. Wow, ngon chứ? Nhiệt độ khi làm món này rất quan trọng. Hạt dẻ là nguyên liệu rất đặc biệt, vì vậy phải chú ý nhiệt độ khi nấu. Nhưng sau khi đã ăn bánh, cháu thấy vị thơm ngon ngập tràn trong miệng.
Nghe giới thiệu có vẻ là ăn giống bánh mandu, nhưng vị thì ngon gấp nhiều lần. Có tác dụng là giảm mệt mỏi, giải rượu, đào thải chất. Tất cả những món ăn đều có thể thưởng thức ở nhà hàng hạt rẻ ngon miệng. Hãy đến đây thưởng thức ẩm thực từ hạt rẻ nổi tiếng Jangju nhé! Mùa hè năm nay, những trải nghiệm tuyệt vời tại Jangju.